Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Sợ sai, sợ trách nhiệm hay còn gì nữa? Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế, chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành y tế cần nhanh chóng rà soát các quy định để làm tốt hơn, tránh tâm lý lo ngại, sợ sai, không dám làm. Cần chỉ ra nguyên nhân của việc thiếu thuốc, vật tư y tế, trong đó có trách nhiệm của Bộ Y tế. Vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Thủ tướng đề nghị rà soát lại, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về đấu thầu tập trung cả ở trung ương, địa phương, trên tinh thần công khai, minh bạch, khách quan, rõ ràng, không được tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ cho các cơ sở y tế, trước mắt là thuốc theo diện bảo hiểm y tế. Trước đó, ngày 20 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng đã khẳng định không để thiếu thuốc, vật tư gây ảnh hưởng cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các bộ ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn về mua sắm tập trung để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Như vậy là chỉ trong vòng 3 ngày đã có 2 cuộc họp quan trọng do lãnh đạo chính phủ chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về việc thiếu thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, cho thấy tình hình đã ở mức nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, nổi lên là việc ngành y sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị thanh tra, điều tra khi tổ chức mua bán. Nỗi lo sợ này xuất phát từ chỗ thời gian qua, hàng loạt các quan chức ngành y từ trung ương đến địa phương đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc thông thầu, nâng khống giá, bắt tay với doanh nghiệp tư nhân mua bán, lắp đặt, sử dụng những loại máy móc đắt tiền dưới danh nghĩa xã hội hóa để trục lợi. Tâm lý này đã dẫn đến sợ hãi không dám tổ chức đấu thầu. Cùng đó, theo đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, còn một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng, đó là các bệnh viện rơi vào tình thế bị động trong mua sắm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá và đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Công việc này do Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia thực hiện theo quy định. Nếu chờ có kết quả từ trung tâm này thì nhiều khả năng thuốc bị thiếu. Còn nếu chủ động đấu thầu lại sẽ gặp khó khăn trong thanh toán khi trung tâm có kết quả đấu thầu với giá thấp hơn giá mua của các bệnh viện đã đấu thầu trước đó. Như vậy, vấn đề thủ tục từ Bộ Y tế, cụ thể là từ Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia đã và đang gây khó cho các bệnh viện khi họ không dám chủ động tự tổ chức đấu thầu, mua bán thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ người bệnh. Cùng với đả thông tư tưởng để cán bộ không sợ sai, chủ động trong công việc, thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng cần chỉ cho Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia phải thấy rõ trách nhiệm của mình, sớm thông báo kết quả đấu thầu tập trung để các đơn vị y tế có cơ sở thực hiện. Vướng mắc cũng chính là ở khâu này. Một lần nữa xin được nhắc lại một nghịch lý đang diễn ra, đó là trong khi các bệnh viện công đang thiếu thuốc, nhưng các nhà thuốc bên ngoài thì thuốc gì cũng có. Trong khi Bộ Y tế và Bảo hiểm Y tế kêu gọi người dân tham gia Bảo hiểm Y tế, nhưng khi tham gia rồi lại không được hưởng ưu đãi như mong muốn. Thuốc điều trị thiếu, máy móc tiên tiến không có. Như vậy, người tham gia đóng Bảo hiểm Y tế thiệt thòi vì không được hưởng các chính sách vốn dĩ họ phải được thụ hưởng. Bắt tạm giam trưởng khoa xét nghiệm CDC Yên Bái vì liên quan đến Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, Công an tỉnh Yên Bái cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với bà Đoàn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1975, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan công an, bà Hạnh bị bắt do liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Công an tỉnh Yên Bái thông tin, trong năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã giao cho ngành y tế mua sắm các hóa chất, sinh phẩm, phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Qua công tác xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với bà Đoàn Thị Hồng Hạnh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tham ô tiền tỷ tại công ty Sepson Linh Trung, ông Tề Chí Dũng phản cung bất thành. Thưa quý vị và các bạn,
Theo kết luận điều tra, Sepzone Linh Trung là công ty liên doanh giữa IPC, 100% vốn nhà nước và một doanh nghiệp nước ngoài là công ty China National Electric Import and Export and Export Corp của Trung Quốc. Công ty Sepzone Linh Trung có vốn điều lệ 17 triệu đô la Mỹ, trong đó IPC góp 50% bằng giá trị quyền sử dụng 60 ha đất. Từ năm 2016 đến năm 2018, các ông Tề Chí Dũng, Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung là ba cán bộ của IPC được cử làm đại diện vốn IPC tại liên doanh và là thành viên hội đồng thành viên Sepzone Linh Trung. Trong đó, ông Tề Chí Dũng là thành viên hội đồng thành viên không chuyên trách, còn các ông Lê Quang Minh và Trần Thiện Trung là thành viên chuyên trách. Theo quy định, ông Tề Chí Dũng phải có trách nhiệm nộp tiền thù lao nhận được từ liên danh về IPC để hình thành quỹ chung, sau đó mới được xem xét chi trả trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, bị can Tề Chí Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của IPC bằng cách đề nghị hội đồng thành viên Sepzone Linh Trung rút tên ông Dũng ra khỏi danh sách nhận tiền thưởng thành viên hội đồng thành viên của năm 2016 và năm 2017 tại Sepzone Linh Trung. Số tiền thưởng của bị can Tề Chí Dũng được chuyển cho hai thành viên chuyên trách là ông Minh và ông Trung dưới hình thức chi thưởng thêm. Sau đó, khoản tiền này được giao lại cho ông Tề Chí Dũng, chiếm hưởng cá nhân hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tề Chí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao, họp hội đồng thành viên hơn 227 triệu đồng. Kết luận điều tra xác định, ông Tề Chí Dũng đã tham ô tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng tại công ty Sepzone Linh Trung. Theo cơ quan điều tra, tại biên bản tự khai ngày 5 tháng 9 năm 2019, ông Tề Chí Dũng thừa nhận dịp Tết năm 2017-2018, ông Minh và ông Trung đến nhà tặng quà kèm phong bì có khoản tiền tương đương 30.000 đô la Mỹ. Nhưng sau đó ông Tề Chí Dũng phủ nhận lời khai và nói rằng mình không nhận các khoản tiền này. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra, ông Tề Chí Dũng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội, chiếm đoạt các khoản thù lao thành viên hội đồng thành viên tương đương với 60.000 đô la Mỹ và đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền này, tương đương với 1.360.500 đồng. Trong phi vụ tham ô 10.000 đô la Mỹ, ông Tề Chí Dũng xác nhận trong quá trình tham gia hội đồng thành viên 2 năm 2016-2017, ông Dũng có tham gia các cuộc họp hội đồng thành viên của công ty. Và trong 4 lần họp, mỗi lần đều nhận bao thư có khoản tiền tương đương là 2.500 đô la Mỹ. Ông Dũng cũng được thông báo đây là khoản tiền bồi dưỡng tham gia cuộc họp hội đồng thành viên công ty. Tuy nhiên, sau đó ông Tề Chí Dũng lại phản cung, không thừa nhận đã nhận các khoản tiền thù lao. Cơ quan điều tra tiếp tục vào cuộc xác minh, trưng cầu giám định tài liệu. Trước các tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra, bị can Tề Chí Dũng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt khoản tiền thù lao tương đương 10.000 đô la Mỹ và đề nghị cho người nhà được nộp tiền khắc phục hậu quả. Ngày 17 tháng 6, bà Đào Minh Hà, vợ của ông Dũng, đã nộp số tiền 230 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận điều tra xác định hai ông Minh và Trung có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của ông Dũng, đồng ý ký các thủ tục nhận tiền thay đổi với các khoản tiền thưởng thành viên hội đồng thành viên của ông Dũng. Nhưng chưa có căn cứ xác định hai ông Minh, Trung có ý thức chiếm đoạt tiền hoặc biết được động cơ chiếm đoạt của ông Dũng. Ông Dũng không bàn bạc, thỏa thuận với hai ông Minh và Trung. Hai ông Minh và Trung là cấp dưới của ông Dũng nên không thể giám sát, kiểm soát ông Dũng. Khi biết ông Dũng không nộp tiền cho IPC, hai ông đã dùng tiền cá nhân nộp tiền thay ông Dũng. Hành vi của hai ông Minh và Trung bị xác định là hành vi vi phạm trong công tác tài chính, kế toán, tạo điều kiện cho ông Dũng chiếm đoạt tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh IPC đề nghị có hình thức xử lý nghiêm khắc về mặt hành chính, kỷ luật đối với ông Minh và Trung. Đối với các thành viên hội đồng thành viên người Trung Quốc, đồng ý cho ông Dũng rút tên khỏi danh sách nhận tiền thưởng là chưa đúng với việc chi thưởng cho thành viên hội đồng thành viên, tạo điều kiện cho ông Dũng chiếm đoạt tiền. Vì việc này, cơ quan điều tra đã gửi văn bản cho công ty phía Trung Quốc đề nghị chấn chỉnh, nhắc nhở không để tiếp tục xảy ra sai phạm. Đối với bộ phận kế toán của công ty Sepzone Linh Trung, được xác định không biết động cơ, mục đích của ông Dũng. Kết quả điều tra chưa có tài liệu, căn cứ thể hiện họ được hưởng lợi, nên chưa có cơ sở để xử lý hình sự. Bỏ tiền đầu tư, không thể chấp bù lỗ. Thưa quý vị và các bạn, việc thu phí đỗ ô tô trên nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh do Xí nghiệp Dịch vụ Công cộng thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong tổ chức, sau khi cộng trừ các khoản thì riêng năm qua lỗ 8 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Công cộng, lý giải nguyên nhân chính do nhiều người đậu xe nhưng không trả tiền mà Thanh niên Xung phong chưa có quyền xử phạt.
Nguyên nhân nữa, một số tuyến đường bị nhiều hộ kinh doanh chiếm dụng và cản trở thu phí. Bên cạnh đó, ứng dụng thu phí My Parking còn lỗi, sự phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trong vấn đề gò tài xế và khuôn phép chưa nhuần nhuyễn. Cũng theo ông Nguyễn Đức Tuấn, việc tổ chức thu nhằm thực hiện chủ trương hạn chế xe vào nội đô, công ty xác định không phải để kinh doanh, không đặt nặng lời lỗ. Ông Nguyễn Đức Tuấn nói, để bù lỗ, chúng tôi phải huy động tiền từ nguồn khác, song do công ty đang khó khăn nên việc này ảnh hưởng thu nhập của một số bộ phận khác. So với mục tiêu chung của thành phố là đảm bảo trật tự, giảm ùn tắc các tuyến đường, số lỗ gần 8 tỷ đồng không là bao nhiêu, bởi nhiều chủ trương lớn khác cần bỏ ra tới hàng nghìn tỷ đồng. Xét về mặt kinh tế, bỏ tiền ra đầu tư công nghệ, máy móc, trả lương cho người làm mà số thu thấp hơn nhiều lần số chi thì đó là cách làm ăn không hiệu quả. Không ai hì hục đổ mồ hôi xới hàn một mảnh vườn chỉ để tìm nửa củ khoai lang đủ dùng cho bữa trưa, vì sức lực người ấy bỏ ra thừa để kiếm khoản thù lao cho bữa tiệc nhẹ. Xét về mặt mục đích, nếu là vì giảm ùn tắc và nâng cao ý thức tài xế mà chấp nhận bỏ tiền bù lỗ thì quá sang. Thu phí là để lấy tiền, tiền ấy phải được đầu tư trở lại để giảm thiểu những hạn chế và hạ tầng giao thông. Không ai ngược đời khi xử lý bất cập bằng việc tạo thêm sự bất cập. Một ý tưởng đóng góp cho giao thông thành phố tốt nhưng cách thực hiện rườm rà, nhiêu khê, lãng phí, không lường trước trở ngại thì rất khó có lý do để tồn tại thêm. Không đạt hiệu quả với kinh tế lẫn mục đích, phần nào được giải thích do sự vào cuộc của lực lượng chức năng chưa đồng bộ, nhưng cũng gián tiếp chỉ ra lỗ hổng trong phối hợp. Sự thiếu hiệu quả của hệ thống camera đường phố, cơ chế phạt nguội, tuần tra giao thông cũng là những dấu hỏi cần được giải đáp. Nhưng nói gì thì nói, thay vì nêu lý do và đổ lỗi, hãy nhìn thẳng vào những mặt tồn tại, kém hiệu quả để từ đó có bài học kinh nghiệm sâu sắc, sự đánh giá tổ chức lại nghiêm túc, khoa học hơn. Như vậy mới là thái độ đối diện với sự thật mang tính cầu thị, thẳng thắn, đầy trách nhiệm. Trên hết, nên thừa nhận sự việc dưới lăng kính hiệu quả thực tế để xử lý triệt để những bất cập.